Thưa quý vị, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm với số lượng công nhân chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước đến làm việc, giao dịch. Nhằm có thể đảm bảo việc sản xuất và phục hồi kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều sáng kiến đã được các cơ quan chức năng áp dụng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Cảng quốc tế Lào Việt, toàn bộ công nhân sẽ được phổ biến thông tin, giải pháp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt, kê khai y tế và vệ sinh bằng nước khử trùng trước khi vào làm việc. Đối với các tàu nước ngoài ra vào cảng Vũng Áng để bốc rỡ hàng hóa, việc kiểm soát dịch bệnh, đo thân nhiệt cho các thuyền viên, thủy thủ trên tàu được siết chặt, đặc biệt là hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc giữa các thuyền viên trên tàu với công nhân, lái xe và chủ hàng khi đến giao dịch tại khu vực cảng. Đối với các cái trường hợp có thân nhiệt bất thường thì chúng tôi yêu cầu là phải cách ly và thông báo đến các cái cơ quan y tế cho đến khi có các kết quả đảm bảo an toàn thì mới quay trở lại làm việc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng và Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã vận dụng triệt để hệ thống thông quan điện tử, thu phí trực tuyến và hệ thống quản lý giám sát tự động. Với những giải pháp này, không chỉ góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà còn hạn chế việc tiếp xúc giữa các chủ hàng với cơ quan chức năng. Chúng tôi đã triển khai các cái biện pháp như là tổ chức đo thân nhiệt, cũng như là sử dụng khẩu trang và sát khuẩn đối với mỗi cán bộ công chức trong quá trình làm việc cũng như là khi các doanh nghiệp đến tiến hành công tác. Để đảm bảo cái thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu thì chúng tôi bố trí cán bộ trực tất cả các ngày trong tuần. Trên ba lĩnh vực chính đó là thủ tục hành chính, rồi lĩnh vực kiểm tra an toàn và lĩnh vực thu phí và lệ phí thì tôi triển khai một cách đồng bộ về giãn cách tối đa, không bị ách tắc về sản xuất và đồng thời cũng là phòng chống dịch được một cách triệt để. Hiện các khu kinh tế trọng điểm như Cầu Treo, Vũng Áng hay các khu công nghiệp Phú Vinh, Gia Lách, Hạ Vàng đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm tiếp sức cho Đà Nẵng, mới đây nhóm bạn trẻ tại thành phố Hà Nội đã cho ra mắt máy nhắc nhở thông minh gửi vào Đà Nẵng để hỗ trợ bác sĩ trong công tác điều trị và phòng chống dịch. Mỗi ngày, các y bác sĩ phải di chuyển rất nhiều giữa các phòng để nhắc nhở bệnh nhân, người trong khu cách ly đo nhiệt độ và uống thuốc đúng giờ. Với hộp nhắc nhở thông minh, sẽ giảm thiểu tối đa thời gian, công sức đi lại để y bác sĩ tập trung chăm sóc cho bệnh nhân hơn. Ngay sau khi đưa ra ý tưởng, một đơn vị tài trợ đã đặt hàng sản xuất 100 chiếc hộp thông minh đầu tiên để gửi tặng vào Đà Nẵng. Thì bọn em đã test thử máy ở trung tâm y tế, trạm y tế Bách Khoa và nhận được phản hồi rất tích cực từ các cô y tá và các bác sĩ ở đấy. Hộp nhắc thông minh có trọng lượng 200g, cấu tạo gồm vỏ ngoài với công tắc nguồn, công tắc để chọn chế độ. Bên trong là mạch điện, chip xử lý được kết nối lên hệ thống web, hộp chạy bằng pin và có cổng sạc. Khi được kết nối với mạng Wi-Fi, người dùng, cụ thể là bác sĩ có thể truy cập từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại. Thiết bị của tụi em thì nó sẽ kết nối vào Wi-Fi cho người dùng cài đặt sẵn trong chiếc máy này. Và người dùng có thể thay đổi cái tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi đấy. Thì sau khi đã cài đặt Wi-Fi thành công cho chiếc hộp, thì người dùng phải đăng nhập vào trang là máy nhắc chống con. Tại đây thì sẽ có là ID của máy và mật khẩu cho mỗi máy. Thì bác sĩ sẽ đăng nhập vào ghi âm thanh và đặt lời nhắc cho từng bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân sẽ tương ứng với một username và password. Bệnh nhân có thể cập nhật thông tin của mình lên máy chủ và thông tin được quản lý giống như một bệnh án điện tử. Do vậy, bác sĩ và bệnh nhân có thể kết nối với nhau dù ở khoảng cách rất xa. Bằng sự sáng tạo và quyết tâm của các bạn trẻ, sau 8 ngày miệt mài làm việc, nhóm đã hoàn thành hộp nhắc nhở thông minh, trợ sức đắc lực cho y bác sĩ trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Vì tình hình dịch bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, chỉ trong vòng vài tuần, số ca nhiễm đã tăng không ngừng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng tổng số ca nhiễm lên 38 trường hợp. Các bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt, đau họng, amidan sưng. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 38 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại 5 huyện Krông Bông, Lắk, Cư Mờ Ga, Cư Quyên và Mờ Rắc. Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.
Như vậy, trên địa bàn Tây Nguyên, ngoài Đắk Lắk, các tỉnh khác cũng ghi nhận các ca nhiễm bạch hầu là Đắk Nông 39 ca, Gia Lai 35 ca và Kon Tum là 44 ca. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều thói quen bị thay đổi. Với mỗi phóng viên, sự thay đổi và trách nhiệm trong khi tác nghiệp là minh chứng rõ nét nhất cho việc sáng tạo để thích ứng trong mùa dịch này. Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung đúng vào thời điểm dịch COVID-19 quay trở lại. Thế nên tất cả các phóng viên, biên tập viên đến tác nghiệp sự kiện này đều bắt buộc phải tuân thủ theo đúng quy định của VFF và chỉ thị của Bộ Y tế. Do phải di chuyển để tác nghiệp nhiều vị trí, nên chắc chắn các phóng viên sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, đó là trách nhiệm để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người xung quanh, nên tất cả buộc phải quen dần với điều này. Gây ra rất nhiều những cái khó khăn trong việc tác nghiệp, đặc biệt là về mặt hô hấp khi mà chúng ta phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tác nghiệp. Đôi khi lần này thì có 47 cầu thủ được tập trung tập ở hai sân nên phải di chuyển liên tục. Nhiều khi nó cũng cảm thấy một chút hơi khó chịu. Sẽ không có những cái bắt tay, sẽ không có những cái bá vai bá cổ, không có những cái tiếp xúc quá gần theo kiểu là chúng ta nói chuyện với nhau nó quá gần. Bởi vì chúng ta biết là cái nước bọt của chúng ta vào thời điểm này nó có thể trở thành một cái rất là độc hại với những người khác. Thành ra là anh em sẽ chào nhau, mình nghĩ là chúng ta sẽ có một cái cách khác. Ví dụ như là đứng từ xa vẫy tay chào nhau, hoặc là đôi khi chỉ cần một cái giơ tay này. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều cảm nhận được cái thông điệp mà anh em muốn truyền tải. Điều đấy là điều rất là quan trọng. Cũng giống như đội ngũ bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, các phóng viên thể thao dù còn đó nhiều nỗi lo về dịch bệnh, song tất cả đều vượt qua nỗi sợ cá nhân để có thể truyền tải mọi thông tin của đội tuyển U22 Việt Nam đến với quý khán giả. Và đó cũng là buổi tác nghiệp thật sự đáng nhớ trong đời mỗi phóng viên. Thưa quý vị, dịch COVID-19 trên thế giới vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ được kiểm soát. Tổng số ca bệnh COVID-19 trên thế giới hiện đã vượt 23,1 triệu người. Số ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng cao tại những điểm nóng của dịch bệnh. Tại châu Á, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 300 ca bệnh mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 17.000 trường hợp. Trước tình hình dịch bệnh xấu đi, chính quyền thủ đô Seoul đã ban hành quy định cấm các cuộc biểu tình trên đường phố, có sự tham gia của 10 người trở lên. Người vi phạm sẽ bị phạt tới 3 triệu won, tức là khoảng 2.500 đô la Mỹ. Chính quyền thành phố cũng sẽ truy tố hình sự đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm đạo luật phòng chống và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu được kiểm soát. Sau 13 ngày, liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Giới chức thủ đô Bắc Kinh đã ra thông báo bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài. Đây là lần thứ hai giới chức y tế ở Bắc Kinh nới lỏng quy định về đeo khẩu trang. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 4, nhưng chỉ đến tháng 6 phải siết chặt trở lại do đợt bùng phát mới từ ổ dịch ở chợ Tân Phát Địa. Còn tại châu Âu, ngày hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã đưa thủ đô Bruxelles vào danh sách các vùng cảnh báo đỏ về mức độ lây nhiễm virus. Trong tuần qua, Bruxelles đã ghi nhận hơn 50 trường hợp mắc COVID-19 trong 100.000 dân. Thưa quý vị, đã từng áp dụng các biện pháp khắt khe trong mùa đông và mùa xuân vừa qua để ngăn chặn đại dịch COVID-19, châu Âu lại đứng trước nguy cơ virus SARS-CoV-2 hoạt động mạnh vào lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Với số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại Đức, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo châu Âu đang trong tình trạng nguy cơ đại dịch COVID-19 lại hoành hành. Theo WHO, hiện mỗi ngày, châu Âu báo cáo trung bình khoảng 26.000 ca. Điều này một phần do việc nới lỏng các biện pháp hạn chế và y tế cộng đồng. Nhiều nơi người dân đã mất cảnh giác. Tại Đức, số ca nhiễm mới COVID-19 tăng trở lại từ cuối tháng 7, sau kỳ nghỉ hè và mùa tiệc tùng. Chỉ riêng tại thủ đô Berlin, một trong những nơi đầu tiên ở Đức mở cửa lại trường học sau kỳ nghỉ hè, ít nhất 41 trong số 825 ngôi trường đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau chưa đầy 2 tuần đi học lại. Một số người cho rằng các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 ở Berlin quá thoải mái. Đáng lẽ cả học sinh và giáo viên đều phải đeo khẩu trang suốt giờ học. Mở cửa trường học không phải là vấn đề. Vấn đề nảy sinh do việc vi phạm các quy định về vệ sinh. Do đó, biện pháp tốt nhất để tránh dịch là tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đeo khẩu trang khi tập trung đông người. Tại Bỉ, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC đã đưa thủ đô Bruxelles vào danh sách các vùng cảnh báo đỏ về mức độ lây nhiễm COVID-19. Trong 2 tuần qua, toàn nước Bỉ đã ghi nhận trên 60 ca nhiễm trên 100.000 dân. Bỉ hiện đứng thứ 5 châu Âu về mức độ lây nhiễm. Còn tại Pháp, trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa, các trường học ở Pháp sẽ mở cửa trở lại để bắt đầu năm học mới.
Bộ Giáo dục nước này đã yêu cầu các học sinh từ 11 tuổi trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tới lớp. Tương tự, tại Italia, nhà chức trách đã đưa ra yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài vào ban đêm tại một số khu vực từ ngày 17 tháng 8 và sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 9. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng nhanh trên cả nước, đặc biệt là trong giới trẻ. Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo quyết định tái áp đặt các quy định giãn cách xã hội nhằm kiềm chế COVID-19 lây lan toàn quốc khi đối đầu với một đợt bùng phát dịch mới. Tại thủ đô Seoul và một số thành phố lân cận, chính phủ đã tái áp đặt các quy định giãn cách xã hội, bao gồm cấm các cuộc tụ họp đông người, các buổi lễ nhà thờ, đóng cửa các hộp đêm, quán karaoke, quán buffet và cà phê. Những quy định tương tự cũng sẽ được tái áp đặt tại các khu vực khác trên cả nước từ ngày 23 tháng 8. Tuy nhiên, ở một số vùng có ít ca nhiễm hơn, các quy định mang tính khuyến cáo hơn là bắt buộc. Nếu chúng ta không ngăn chặn lây nhiễm ở những giai đoạn đầu, dịch bệnh sẽ phát triển thành một đợt bùng phát quy mô lớn. Đối với chúng tôi, không có gì quan trọng hơn việc tập trung vào ứng phó với COVID-19. Giới chức y tế đã phân loại các quy định giãn cách xã hội theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 ít căng thẳng nhất và giai đoạn 3 khắc nghiệt nhất. Khi đó, các trường học và cơ sở kinh doanh sẽ bị đóng cửa. Hàn Quốc từng sử dụng chiến dịch truy vết và xét nghiệm diện rộng để khống chế đợt bùng phát COVID-19 thứ nhất, nhưng nền kinh tế lớn thứ tư châu Âu lại chứng kiến dịch bệnh gia tăng trở lại những tuần gần đây, chủ yếu ở Seoul và các khu vực đông đúc lân cận. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 2 trong hệ thống gồm 3 cấp. Chính quyền Seoul cũng công bố kế hoạch cấm các cuộc biểu tình trên đường phố với sự tham gia của 10 người trở lên kể từ ngày 21 tháng 8. Trường hợp vi phạm quy định có thể bị phạt tới 3 triệu won, tương đương với hơn $2.500.